Đây là nguồn nước mà hàng ngày gia đình anh Hàn Văn Hải ở tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh vẫn sử dụng để phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày. Nước nhiễm phèn màu vàng đục, bốc mùi hôi tanh, nhưng do không có nguồn nước nào khác thay thế nên gia đình vẫn phải lắng lọc để dùng. Không riêng gia đình anh Hải mà 76 hộ dân với trên 300 nhân khẩu trong tổ dân phố cũng đang phải sử dụng nguồn nước giếng, nước khe không đảm bảo chất lượng trong hàng chục năm qua. Nguyên nhân do địa bàn cách trở nên khi nhà máy nước sạch của chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh thuộc công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh được xây dựng, nhưng hệ thống đường ống cấp nước sạch đến tổ dân phố 8 chưa được đầu tư. Hệ lụy là hàng chục hộ dân ở đây luôn phải sống trong cảnh chật vật vì thiếu nước sinh hoạt. Bây giờ đang muốn nguyện vọng là có cái đường nước sạch quá để mà ăn, nhưng bây giờ thì cũng phải chấp nhận, không có nước phải chấp nhận, phải ăn cái nước phèn. Sử dụng nguồn nước thì chủ yếu là dân đào, dân bớm. Trong khó khăn, người dân cũng mong muốn là có cái nguồn nước sạch của cái nhà máy nước để về phục vụ nhân dân, đảm bảo ở đấy thì chứ đi. Hiện nay thì cả cái khu công nghiệp thì bao phủ ở cái khu tổ 8 đấy, cũng thu hẹp mà cái đường lâu dài là coi như là cũng nguồn nước đảm bảo, đồng mong muốn có cái nguồn nước của cái nhà máy nước về để phục vụ nhân dân đảm bảo. Trong cái thời gian vừa qua thì phường cũng đã có những cái kiến nghị đề xuất lên cấp trên để đề nghị quan tâm là kéo cái đường ống nước về để phục vụ cho nhân dân sinh hoạt, đảm bảo cái vệ sinh môi trường, rồi đảm bảo cái sức khỏe cho nhân dân. Không có nguồn nước sinh hoạt từ nhà máy nên nhiều hộ dân phải tự bỏ tiền để lắp đường ống lấy nguồn nước từ khe núi về để sử dụng. Tuy nhiên nguồn nước này lại chưa qua xử lý và không duy trì được thường xuyên, nên mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều mà người dân và chính quyền ở đây thắc mắc đó là hiện nay nhà máy nước Hồ Đá Bạc đã được xây dựng ngay trên địa bàn phường, nhưng người dân vẫn không được hưởng lợi. Khó khăn trong sinh hoạt, lo lắng về sức khỏe khi phải dùng nguồn nước không đảm bảo chất lượng. Người dân và chính quyền đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết, nên hàng ngày người dân ở đây vẫn mong mỏi trông chờ nguồn nước sạch.